2021 dự án HAT ngày 16 tháng 7 năm 2019 về việc sửa chữa kỹ thuật giao thông và đường cao tốc Bắc Nam. Văn bản số 960 dự án HAT ngày 22 tháng 7 năm 2019 về việc sửa chữa kỹ thuật giao thông và đường cao tốc Bắc Nam. Văn bản số 4001 Thank you.